Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip trước mình đã học về cái phương thức 2 ha, là phương thức giấu đó ha. Giấu có nghĩa là ẩn ở trong gì, ở trong jQuery. Thì ở đây bây giờ ở bài này mình sẽ học về cái phương thức click. Click là sao? Thì bây giờ thì mình phải có nút click đúng không? Thì bây giờ mình cho một cái button, đó là click me, ví dụ là bấm vào tôi đi ha. Rồi bây giờ mình refresh thì mặc định, bây giờ là mình bỏ cái này đi ha. Đó, click me là bấm vào tôi đi. Thì cái phương thức click ở trong jQuery á, thì bây giờ các bạn ghi, ví dụ như đây, click các bạn ghi như sau. Thì mình sẽ ghi là bây giờ là button ha. Đó, đây này là button. Không thôi các bạn cho button một cái class đi ha. Class ví dụ như là box, click class và gì? Và một cái ID gọi là bằng gì, bằng ID click đó. Này là mình cắt ra ha. Rồi ví dụ như mình sẽ sử dụng cái gì, cái button này là class của button này ha. Đó thì chấm gì, chấm click ha, function. Rồi, sau đó là mình đây. Đây là gì? Đây là cái hàm click function ha, hàm click. Thì khi mình click vào cái button, có nghĩa là mình click vào cái class gì? Click vào click class này. Thì mặc định nó sẽ gì? Nó sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ ở trong cái click này ha. Thì ở đây mình thực cho nó thực hiện cái nhiệm vụ là gì? Hai, có nghĩa là ẩn cái box 1 ha, dựa vào cái ID box 1 ha, mình sẽ cho nó ẩn. Rồi bây giờ các bạn refresh thì khi các bạn click vào, ví dụ khi các bạn click vào, click thấy không, là box 1 nó sẽ bị ẩn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho click vào ẩn box 2 luôn ha, ẩn box 2 luôn. Thì các bạn cứ phải các bạn ghi cái ID thôi ha. Rồi mình refresh thì khi mình click vào nó sẽ ẩn box 1 và box 2. Đó, đó là phương thức click đây, phương thức click ở trong jQuery.